ơi, bạn về nào vậy? Mình mới về nè. Dung ơi, Dung ơi, Dung ơi. Minh à, Minh à. Cái gì vậy? Ông lại mơ chuyện gì vậy? Mơ hả? Hên quá. Chuyện gì vậy Minh? Nhưng mà không lẽ có chuyện gì xảy ra với Yumi sao ta? Chuyện gì là sao? Không à. Hả? Lỡ có chuyện gì xảy ra với Yumi rồi sao Long? Ê thôi mà đừng khóc Minh à. Chỉ là tưởng tượng thôi mà nha. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nha. Famikit vị sô-cô-la, uống ngon cháu lớn. Dạ, alo. Dạ, cho em một chiếc taxi tới địa chỉ là phố nướng đệ nhất. Dạ đúng rồi. À dạ dạ, dạ rồi, em cảm ơn. À, thầy về chung với tôi luôn không? À. Hồi nãy mọi người mở tiệc chào đón thầy tới trường á. Vui không thầy? À vui. À cô Hiền này. Cô cho tôi hỏi cái này nha. Hỏi gì vậy thầy? À. Đầu của cô có hai xoáy hả? Xoáy gì thầy? Giống như người ta trên đầu có một xoáy. Đầu cô có hai xoáy rất là đối xứng. Rồi với gương mặt của cô nữa, nhìn cân đối lắm. À chân mày nè, đôi mắt nè, cái mũi nè, nhân trung nè, cái miệng nè, cái cằm nè. Trời ơi, đối xứng dễ sợ, nhìn dễ chịu lắm á. Thầy nhìn thấy dễ chịu lắm hả thầy? Ừ. À, tôi thấy hơi khó chịu tại thầy cứ nhìn chầm chầm tôi ha. Mỏi quá. Tại vì hiếm có người nào mà có gương mặt mà đối xứng giống như cô Hiền vậy đó. Cô Hiền nè, trên tôi hỏi cô á, chuyện tình cảm á. À, tôi có người yêu rồi thầy. Người có gương mặt đối xứng như vậy mà có người yêu rồi à? Tiếc quá. Hiếm có người gương mặt đối xứng giống như cô vậy đó. Nhìn dễ chịu lắm. Dạ thầy ơi, mà chắc người yêu của tôi không có yêu tôi vì cái mặt đối xứng của tôi đâu ha thầy. Alo, vẫn ở đây. Dạ. Alo. Chú nói tìm cô khắp nơi. Mẹ cô ở nhà lo lắng cho con hết á. Chốt nhưng mà con phải chạy theo hắn. Hắn đâu? Trời ơi, cái người đó là tặng bạn trước nhà con bữa giờ. Cô tình nghi hắn là có liên quan tới vụ án của ba con á. Nhưng mà con còn nhỏ, trên này nguy hiểm lắm, cứ để chú lo. Đi. Thôi nhưng mà chạy hướng này mà. Đi, theo chú. Chú ơi, đàn ông con trai mà khóc cái gì? Thôi,
Xuống lớp học đi con. Hả? Tôi nghe. Cái gì? Thầy Huệ bị côn đồ đánh nhập viện hả? Khoan. Cái này phải tìm hiểu kỹ coi sao. Có gì gọi cho tôi nghe. Thưa thầy. Mỗi lần đã banh chắc ăn phút 90 không phải không? Đợi tới ngày cuối cùng mới đem hồ sơ đi nộp. Nhưng mà nói chung vậy là năng nổ. Ủa sao giờ chưa thấy chữ ký của thầy? Dạ. Em đợi thầy đóng dấu xong rồi em mới ký. Đúng quy trình luôn. Tức là đợi tôi đóng dấu rồi thầy mới ký chứ gì. Đúng không? Vậy là giờ Nhung My không đi học nữa. Thật ra thì không đi học chung với bạn ấy tôi cũng buồn không mà. Minh à, thôi mà đừng có buồn nữa. Mình nghĩ chắc là Nhung My chuyển trường thôi. Nếu mà có thời gian chắc chắn là bà ấy sẽ quay lại mà nha. Minh à, Minh. Nhung My mất rồi đúng không con? Nói gì kỳ Minh hả? Tào lao à, Nhung My chuyển trường thôi, làm thì có gì đâu mà mất. Nếu mà Nhung My có thời gian mà rảnh thì sẽ quay lại đây tìm mình mà. Tôi hy vọng là Nhung My vẫn bình an. Bạn ấy không cần quay về đây cũng được nữa, miễn là còn sống là được rồi. Tôi lo cho Nhung My quá. Cô Hiền. Dạ. Cô có thấy cái nhà này nó trang trí, nó kỳ kỳ, nó lạ lạ không? Dòm kỹ đi. Thấy cái gì nó cũng phải có một cặp, nó đối xứng nè. Thấy không? Đó. Em cũng thấy vậy á thầy. Mà nãy mình vô mình bấm chuông có tiếng nó ra kêu là chờ chút, mà mình chờ nãy giờ cầu 10 phút rồi đó. Ráng chờ xíu nữa đi thầy, chắc người nhà đang chuẩn bị. Chào thầy, chào cô. Dạ, chào chị. Dạ, xin lỗi thầy cô. Tại vì hai mẹ con trai trẻ là thì chờ con bé này ra này để cho nó đối xứng đội hình cho nó đẹp. À. Dạ, mời chị ngồi. Dạ, dạ, mời thầy. Dạ. Dạ. Em mời thầy, em mời cô. Mời cô. Dạ. Thưa cô. Con xin được giới thiệu với cô. Thầy Quyền đây á là. Thôi khỏi, cái đó để tôi tự giới thiệu. À dạ. Là gì? Dạ. Dạ tôi là hiệu phó, tên là Quyền. Ở cái trường mà thầy Huệ vừa mới chuyển về dạy đó. Dạ. Thiệt sự là nghe nói là thầy bị thương. Dạ. Có sao không chị? Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Thầy Huệ á, chị bị sơ sơ thôi, đang nằm nghỉ trong nhà đó. Vậy hả? Vậy dạ. Thì tôi yên tâm rồi. Dạ cảm ơn thầy. Dạ thưa cô. Giới thiệu. Dạ dạ. Dạ thưa cô, còn con là Diệu Hiền, là đồng nghiệp của thầy Huệ trong trường á. Dạ. Cô. Dạ hôm nay tụi con tới thăm thầy Huệ. Dạ cảm ơn dạ. Cô. Dạ cô cứ ngồi đi cô. Dạ dạ mời cô. Dạ. Dạ. Thôi ngủ đi. Ủa mà sao nãy giờ tôi đổ mồ hôi hột luôn đó.